Hello, hello mọi người. Nghe được không anh em ơi? Nghe dở rồi, không nghe được là dở em có anh em nào bữa nay Euro thế nào vậy? Anh nhắn gì đây? Ok ạ. Chờ xíu luôn nhé, đang rất là thưa thớt. Mọi người đâu hết rồi. Hello. Hello, everybody. Không à? Hello anh, nghe thấy anh Huân nộp bài lúc chiều, lúc đấy đang trông con này này, không dép được, chưa kịp thả tim, nãy mới thả tim được cái. Chờ xíu mọi người nhé, chờ bao nữa mình bắt đầu điểm danh các thứ. Nay chúng ta học một nội dung dễ học, so với tất cả những thứ đã qua thì đây là một nội dung rất dễ học. Sau học xong cái này thì sắp tới chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái hoàn chỉnh ấy mọi người. Làm một cái web tương đối hoàn chỉnh. Thì em sẽ làm một cái backend nó đủ đủ độ khó cho mọi người ấy. Thay vì mình phải đi lấy của người khác thì mình như anh sẽ xây cho mọi người cái backend như thế, mọi người làm cho tiện. Dành. Này, chờ xíu nghe mà.
Sau khóa mình nhỉ? Sau khóa mình không nhớ lắm đâu. Sau khóa này thì nếu mà chi tiết thì em phải hỏi chị Lân ấy, xem là nó sẽ là gì. Anh thì anh không rõ cụ thể là cái gì nữa, bởi vì nó nhiều khóa. Em có gì nó bị nhiều khóa lẫn lộn lung tung không? Chết linh không không đâu rồi, chị ông Hưng không, anh chị Hải chưa vào rồi, lạ vậy, đập điền rồi tài rồi sớm rồi linh giống giống được không? Em chưa thấy. Hôm nay thì sẽ dùng cái bài, chắc bài router 2 mọi người. Bài router 2 này đánh đâu nhỉ? Router 2, router 1 nhỉ? Ở đây, nó là router 1 anh em ạ. Nó cái bài router đầu tiên ấy. Thì như mọi lần thì nếu mà anh em không tìm được cái dự án đấy nữa thì mọi người clone hẳn cái thư mục của như anh về và chặn code cho nó dễ đỡ phải mất công cái tay mọi người, hoặc là tìm vẫn lâu ấy, thì mọi người lấy luôn của như anh cũng đỡ tốn công nhiều. Chúng ta sẽ dùng cái bài mà nó có cái giao diện router hôm đầu tiên như anh chữ ấy mọi người, nay sẽ dùng cái đấy nhé. Anh em chuẩn bị tài liệu sẵn sàng các thứ. Các tài liệu này. Đây mọi người này. Hôm nay sẽ dùng cái bài mà mình có cái layout như này mọi người. Thì cho anh em 2 phút để anh em chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ. Đầu tiên thì mọi người sẽ chuẩn bị cho em cái phần backend đấy. Backend. Thứ hai là phần React thì chúng ta sẽ dùng cái bài router.
Từ như hình thì anh em chuẩn bị sẵn cho em hai này để chúng ta chuẩn bị học về phonics mọi người ạ, khá là dễ học thôi. Hai phút đi em nhé, anh em chuẩn bị sẵn cho em cái này luôn, hai cái này thôi là đủ học không? Rồi anh em nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước một, ngày hôm nay mọi người ạ. Bước một ngày hôm nay đương nhiên là chúng ta sẽ chạy backend rồi mọi người nhé. Chúng ta sẽ chạy lại cái bài hôm trước. Chúng ta sẽ chạy backend. Thì nhớ là chúng ta chạy bằng cái gì ở đâu? Máy này lag lắm ở đây mọi người. Lag lag khó chịu ghê. Mọi người chạy backend thì mọi người nhớ là chúng ta có, nó sẽ nằm trong cái thư mục API Student môn 5 rồi mọi người. Thì mọi người sẽ vào thư mục đấy, chọn chuột phải, chọn cái này. Thì sau đó thì mọi người viết câu lệnh như đã từng rất là quen thôi. Đó là node app.js. Đó thì mình sẽ có backend nhé. Thì bây giờ mình mới mở cái router, cái bài router đầu tiên của như anh dàn này. Lại làm như vậy thì chúng ta chạy lại xem nó có lên dữ liệu chưa. Cái này hỏi trùng cộng biến đổi cộng này, mất điện, anh em em chờ xíu nhé, may quá đang dùng 3G, mọi người chờ xíu nhé. Em xử lý cái quạt các thứ này. Anh em chạy dự án này xong có một cho em nhé, tranh thủ của em check điện.
Nên em như mất điện mọi người ạ. Chuẩn bị em thì vẫn có mạng nhưng vẫn dậy xong được mới ạ. Thì cứ dậy lúc nào em hết pin đâu mọi người. Chắc là em dậy kịp ạ. Không không lâu lắm đâu. Mạng thì vẫn có đây rồi. 2 phút nữa bắt đầu cho nó chuẩn bài nhé. Đây khả năng em phải triển khai nhanh nhưng mà không tí nó hết cả pin của em. Đấy, pin điện thoại ấy, còn pin máy tính thôi. Gây chết nhé mọi người nhá. Thì chỗ này chúng ta sẽ xử lý thêm. À, chỗ này thì mình đã chạy được friend các thứ đầy đủ này, mình chạy thử user này. Đấy, mình sẽ nhảy sang đây rồi này. Quên mình phải admin chứ. Login này. Đây, tức là có dữ liệu đầy đủ rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình học một cái thứ gọi là form mix để làm cái gì. Trước khi mà biết để làm cái gì thì chúng ta phải tải nó về anh em ạ. Bước 2 đó là chạy quên bước 2 là cài thư viện nhé. Cái thư viện ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng là npmi form mix. Đấy, thì mình sẽ dùng cái này nhá. Thì mình sẽ gõ ở đâu thì mọi người sẽ cài, thì đương nhiên là cài ở bên React rồi. Chúng ta không thể cài bên kia được. Không biết. Rồi, đấy, thì cài xong Formic. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu là nó hay ở hơn ở chỗ nào mọi người ạ. Thì trước kia mà chưa có Formic thì mình làm cái bài thêm. Thế tức là cái Formic thì nó hỗ trợ làm form nhé. Thì cái tính năng duy nhất mà có form trước đây của mình ấy, đó là tính năng login hoặc là tính năng thêm student đúng không? Thì nó khác ở đâu, nó dùng như thế nào? Bây giờ trước đây chúng ta dùng kiểu gì đấy? Ngó lại các mọi người ạ. Thì mọi người đang dùng như thế này. Mọi người đang dùng như thế này. Mọi người sẽ phải dùng một cái state này, mọi người dùng on-chain các thứ để xử lý nó đúng không? Thì nó kiểu cũng được thôi, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì nếu mọi người dùng Formic nó ngắn hơn nhiều nhá. Thì giờ em thử chuyển thành Formic xem khác ở đâu nhá. Button thì bỏ hết. À đâu, viết xuống dưới đã. Thì nếu có một vài phần mình tách ra được. Formic. Chết tôi rồi. Tìm vào tay anh em ạ. Chết mất thôi. Chuẩn anh ơi, Phong Minh hỗ trợ binding luôn, chuẩn luôn đấy. Hỗ trợ binding, hỗ trợ validate cơ. Validate thì để buổi sau hướng dẫn. Từ từ. Validate trong này dễ. Sướng lắm. Lại phải in một tay nhưng mà mất công quá. Ok thì với Phong Minh này nó sẽ là một cái comment được viết sẵn và ở bên trong đấy thì nó sẽ có những cái thuộc tính cũng như là một vài cái thẻ bên trong riêng rồi. Thì chúng ta sẽ dùng thế nào? Thì formic thì mọi người sẽ cần cho nó một vài thuộc tính, tức là giá trị ban đầu là gì. Đấy, thì login register của mình là gì, mình viết cái đấy rồi nhá. Thì cái nó như cái này bê xuống mọi người ạ, nó là cái đối tượng mà chúa username path thôi thì mình bê xuống. Đó. Trời ơi, copy nó không cho copy luôn. Đấy, thì đây là giá trị khởi tạo của form mix mọi người. Đây thì chúng ta sẽ lưu nó ở đây. Sau thì mọi người sẽ cần viết cái sự kiện submit thì mọi người sẽ làm cái gì? Đấy thì mọi người sẽ có, nó sẽ cho mọi người một cái, tức là cái khi mọi người nhập xong ấy nó sẽ được lưu vào cái value này mọi người. Format một chút này. Rồi thì cái đoạn khởi tạo này thì nó được cơ bản hay mọi người nhá. Một cái là submit thì nó ngang với cái on click của button của mình ấy. Tức là khi mà bấm nút thực hiện ở trong một cái form nó làm gì ấy, thì cái on click này với cái on submit này nó có giá trị gần như nhau, thì mình sẽ thường là mình để
thực hiện các hành động là lấy dữ liệu mình vừa nhập xong rồi mình gửi đâu đấy thì mình sẽ viết cho on submit trên chỗ này này đấy thì chúng ta viết đó. Còn bên trong này thì không không dùng input mà chúng ta dùng chỉ view mọi người. Đây, may quá. Rồi đấy. Import rồi anh em ạ. View này thì để nó nối với cái thằng đối tượng được khởi tạo thì mở đến name là ok đâu. Đúng nhỉ? Không gợi ý hoang mang quá anh em ạ. Thật sự luôn đấy. Căn bản là mấy cái thuộc tính nhỏ nhỏ này em căn bản là nó phát nó ra luôn đấy. Bên kia nó có phát nó ra luôn hết luôn, không để ý mấy. Ok thì đây là có path thôi này. Và chúng ta vẫn phải có button mọi người nhé. Có điều là button này mọi người không cần on click nữa thôi. Button này sẽ là login 2. Thì mọi người không cần on click nữa nhé. Rồi thì bây giờ thì đây là một cái form hoàn chỉnh của form mix. Bây giờ em chỉ thử xem là lốc dữ liệu khi mà chúng ta bấm nút sẽ có cái gì nhỉ. Mọi người lưu ý nhé, tất cả mọi thứ trong này đã ghép với nhau rồi. Ví dụ là cái username ở đây và username ở đây nó sẽ là một rồi, và nó sẽ nằm ở trong value rồi. Tức là cái value sẽ là giá trị cuối cùng mà khi chúng ta nhập xong rồi ấn nút là chúng ta sẽ có nhé. Thì đã có rồi, được chưa? Thế còn cái button này thì nó cũng không còn on click, mà khi bấm nút phát thì nó tự gọi cái hàm này luôn. Và hàm này sẽ chứa thông tin dữ liệu đã nhập. Đấy thì tất cả mọi thứ chúng ta đã đều có rồi. Chúng ta không cần xử lý thêm gì nữa. Đấy, thì bây giờ chạy thôi. Chạy xong chưa? Yes này. Quên nó phải về trang gốc chứ đúng không? Chạy xong chưa vậy? Ui giời, vẫn chưa xong em. Đây rồi. Nó có lỗi mọi người ạ. Nó có một cái lỗi ở đâu đấy. Fill name. À, thiếu một thẻ mọi người, nó có một nó phải trong một thẻ form đã, nó chưa thể là vào mic luôn đâu, nó phải có thẻ form trước rồi mới đến form mic đấy. Nhìn như này là ok, mọi em biết sót một thẻ nhé, nó phải có thẻ form trước đó, đó như này ok này. Thì bây giờ mình kỳ vọng là mình bấm cái nút login 2 thì nó sẽ ra cái dữ liệu chúng ta vừa nhập thôi, chỉ có hai cái thôi chứ chưa chuyển hướng cái gì cả nhé. Đấy, đấy nó ra này, gần chưa đó. Thì bây giờ thì mình làm gì? À thì mọi người bê nguyên cái bên trên này xuống. Đây, mọi người vứt vào đây là được. Thế đó, thế là xong rồi. Thì chúng ta sẽ cùng soi lại xem là thằng nào dài ngắn đâu mọi người nhé. Nói chung là nhìn tổng quan thì thằng này là từ dòng 41 đến dòng 60. Còn thằng trên này nó sẽ đâu đó khoảng dòng 13 đến dòng 39. Không phải là chênh nhau nhiều, thực ra là cũng không phải là nhiều hay không nhé, mà là chỗ này mình đang dãi là viết chứ không có dài mọi người, kiểu gì chứ nó cũng bình thường. Có điều là chúng ta alo cũng không phải là từ mỗi vậy đâu, nó còn bên trên này nữa. Người muốn dùng được cái này thì mọi người bắt buộc phải có cái state nữa mọi người. Đấy, còn thằng thằng này thì không. À, thì mọi người làm như này là ok rồi. Thì khác một chút là chỗ này là value chấm chứ không phải data chấm nữa. Rồi, chạy thử này. Admin này. Admin này. Login này. Đấy, vẫn ok nhé. Được chưa? Thế thôi thì, đấy là form mix mọi người làm nó, nói chung là tất cả cái tính năng thêm, sửa phá gì đấy. Mọi người có form mix rồi á, mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn nhiều mọi người. Bây giờ em làm luôn một lèo tính năng thêm, thêm student với lại xóa, sửa student nhé. Tức là nó có dùng form mix luôn nhé. Em chữa một lèo thôi, nếu mà nó có điện thì em sẽ chữa từng cái, nhưng mà nó mất điện thì phải chữa một lèo mọi người ạ. Thế thì anh em xem lại cái chỗ form mix một chút, mọi người sẽ thấy là nó nói chung là ngắn gọn dễ dùng anh em ạ. Nó không phải mất công on chain ở trong thẻ input nữa mọi người nhé. Không on chain đây, không on chain đây, cũng không cần on click ở đây nữa, mà nó sẽ đưa hết lên đây luôn. Thì cái này nó ngang với lại cái use state này, tạo state này, cái này thì ngang với on click trong button. Đấy thì nó khá là dễ dùng rồi.
Bây giờ em xem lại cái tính năng thêm mới student nhé. Đây mọi người, đây là add student mọi người này. Được chưa? Thì chúng ta cũng giữ được cái này đấy, khá khá đấy mọi người. Bây giờ lúc ghi em sẽ bỏ bớt cái phần trên đi nhé. Chúng ta thay hoàn toàn thành không ích. Chúng ta không cần cái kia nữa luôn. Phần register này để ở riêng đi. Nào, xem chạy nào. Nào, bây giờ mình sẽ nhập lại admin này. Nhập gì này, manage này, nó add này, đấy. Sẽ như này. Rồi thì bây giờ mình sẽ add này. Mình bắt đầu mình sử dụng format các thứ. Phần này thì để được cái thẻ link này này. Input thì không cần nữa. Button add này thì có khả năng cần này. Mình chỉ cần lưu lại cái phần add này thôi nhé. Cái on click của nó thôi. Để mình tái sử dụng thì đỡ viết lại đâu. Rồi, còn lại xóa hết được anh ạ. Xóa hết bỏ đi. Rồi dùng format nhé. Em thì đang lấn cấn là nó lại chắc là không import thôi. Thì lại viết tay thì hơi mệt thôi. Ở đây rồi. Rồi, format thì sẽ đến form. Thì em viết hết luôn nhé. Thì sau này mọi người có bao nhiêu thuộc tính mọi người viết bằng đấy vào nhé. Form xuống đến field mọi người ạ. Field thì tất cả các thuộc tính của nó mọi người. Ngoài thì trong cái bài trước em làm nó có hai thuộc tính là có hai luôn thôi nhé. Giống input chiếm một nửa thôi, hai này. Nó có cái button, nó là button Aston. Có button như này. Và bây giờ thì sẽ bắt đầu viết cái tham số cho phần formic, thì chúng ta sẽ có tham số khởi tạo. Chúng ta sẽ có gì? Chúng ta có name score này. Chúng ta bỏ ở đây được. Đấy, xong. Sau đó thì mình sẽ có on submit, tức là khi mà bấm nút nó làm gì này. Khi bấm nút thì làm gì anh em ạ? Thì chỗ này mình sẽ viết này. Đấy, chập chập không thâm nhỉ. Value này. Suy ra này. Chỗ này thì mình lốc thử đi, lại lốc trước đi, xem nó ra gì đã nhé. Thì cái chỗ này mình sẽ đặt name với score vào luôn này. Name thì bằng name. Còn dưới thì sẽ là score anh em ạ. Chỗ này thì chúng ta có thể bỏ hết mấy cái on chain các thứ đi rồi. Mình bỏ cả state luôn rồi. Đây, chào anh em nhé. Đấy, ra rồi này. Thì bây giờ là gì? Đấy, thì bây giờ mình lấy được rồi. Mình chỉ có ném về bên kia để cho nó dùng anh em ạ. Đây. Bê nguyên cái đoạn ném này vứt vào đây là được mọi người. Cái này sẽ ném value về này. Cái này không cần, xóa đi. Chạy này. Đấy, ra đây. Đó thì tính năng thêm mới của phần Formic, chúng ta dùng Formic nó sẽ như này. Ngắn gọn luôn mọi người. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn edit lần đầu tiên mọi người nhé. Tính năng sửa. Tính năng sửa thì theo mọi người nó sẽ như thế nào? Nó sẽ có những bước gì? Tính năng xóa nó sẽ à tính năng thêm mới với tính năng sửa nhé. Thường nó sẽ là đi cùng nhau mọi người. Và người ta hay nói là xóa thì à, sửa thì nó sẽ khó hơn xóa một bậc không? Thế thì theo mọi người là chức năng sửa, chức năng xóa thì thằng sửa nó khó hơn ở đâu? Anh em biết không? Cái thằng sửa nó khó thằng xóa ở đâu? Đúng rồi anh em ạ. Nhưng anh chính đã nói nhé. Ví dụ mọi người muốn sửa một thông tin của mình đúng không? Thì nó giống thằng thêm mới đến 99%. Nếu mà kể cả từ phía mình làm hay từ phía mình dùng nhé, thì nó cũng khá là giống. Nó chỉ khác đúng một chỗ là cái lần đầu tiên khi mà mình bấm vào cái nút sửa sửa thông tin ấy, thì nó hiện ra cái form cho mình. Thì cái trong cái form đấy
nếu mà chức năng thêm mới thì nó không có dữ liệu cũ, còn nếu mà nó là chức năng sửa thì nó sẽ có dữ liệu cũ. Đấy thì cái khó khó hơn chính là cái mà nó phải có dữ liệu cũ hiện lên trước anh em ạ. Đấy thì đấy là vấn đề. Thế thì bây giờ mình bắt đầu làm chức năng sửa thì chúng ta sẽ bắt đầu chắc chắn là chúng ta phải vòng về cái list student này. Thêm một cái nút là nút sửa. Ở đây hôm trước em dùng cái Eulocation nhé, thì nó là một cách nhé. Còn bây giờ em dùng cách khác nhé. Thì dùng Edit này. Sửa. Đấy, thì với cái chức năng này thì em sẽ chuyển ID vào thôi, chứ không cần chuyển cả một đối tượng anh em ạ. Cộng E. E.id đúng không ạ? E.id. Đúng rồi anh em ạ. Đúng không? Đúng rồi đấy. Như này chuẩn nhé. E.id này. Và sau khi mà có một cái nút ở đây rồi thì chúng ta xem lại có nút sửa rồi này. Bấm vào này. Chuyển đường dẫn đúng rồi. À, thiếu gạch chéo anh em ạ. Thêm gạch chéo vào thôi. Là ok. Và sau khi mà check check bấm nó chuyển đường dẫn rồi thì phải về app để viết một cái nữa. À, trước khi sang app thì tạo một cái gì nhỉ? Edit student đó mọi người ạ. Edit student chấm z default default function edit product à, quên, edit student rồi thì mình sẽ return các thứ đó. Thì mình sẽ edit, thì đây là mình sẽ xử lý ở bên phần app làm sao để vào cái đường dẫn mà nó có cái ID này này thì nó sẽ vào trong file edit. Thì mọi người vào app này, nó khá là giống với thằng detail mọi người ạ. Detail gần giống, có điều khác một chút là thằng này nó phải lấy ID đúng không. Lấy ID thì mọi người gạch edit này 2.id, đó thì mọi người sẽ lấy được ID vào cái đấy mọi người ạ. Edit đấy, thế đâu, thì đây là cách chúng ta xử lý đường dẫn bên app nhé. Đó, thì đấy là chức năng edit. Thì chắc chắn là chúng ta phải tạo tạo comment trước này. Sau đây mình sửa bên file list để cho chúng ta có thể bấm vào để chuyển trang này. Rồi sau đó thì mình đến dùng ở file app thì mình sẽ thêm một cái đường root để nó trỏ đến được cái edit student anh em ạ. Rồi. Thì đấy là về mặt thử chạy xem được không ạ. Rồi đúng rồi đấy. Như này được nha. Như này chẳng qua là mình đang để cái edit student nó bị trống thôi. Thì bây giờ mình biết là mình sẽ lấy được cái đường dẫn này, thì cái này chính là dùng uparam mọi người ạ. Thì em sẽ tạo một cái biến để lấy ID đấy nhá. Cái này dùng uparam anh em nhé. Cái này ngày xưa cái đợt đầu đầu dạy router có nói rồi anh em. Nó sẽ lấy tham số trên đường dẫn về. Đây. Thế đâu? Thì như này lấy được này. Bây giờ em cho hiện ra này. Edit student có ID là đấy, thì mình sẽ viết ra như thế. Đấy, nó sẽ hiện đây này. Bây giờ thử bấm lần khác xem đúng không này. Mình bấm thằng này đi, sửa này. Đấy, chuẩn chưa? Sửa thằng thứ 5 đi. ID là 5, chuẩn rồi. Tại sao cái thằng cuối ID nó to như thế? Thì cái này do code của backend anh em ạ. Code backend của em đang xử lý như thế nhá, kệ nó nhé. Nó vẫn là ID rồi. Ok, thì như vậy là sẽ làm được cái việc là lấy ID ở trên đường dẫn về rồi. Thế thì lấy ID về rồi thì làm gì nữa? Làm sao lấy được thông tin của người dùng ra bây giờ? À, lúc này thì mọi người sẽ cần một cái state đấy mọi người. Cần một state để lấy dữ liệu ra, và chúng ta phải dùng EOFake để gọi API anh em ạ. Thôi là sự data thì cho nó sang chảy bằng use state rồi. Đấy. Và mình sẽ dùng EOFake để lấy dữ liệu từ backend dựa vào ID. Và mình cũng cho chạy một lần thôi, cho chạy một lần thì mình thêm cái góc vuông ở sau cái dấu phẩy này. Thì bây giờ mình sẽ viết cái đoạn code mà lấy một thằng ra thì nó giống 99% với cái thằng này mọi người, 99% với thằng này, thì thêm một ID vào thôi. Đấy thì mọi người bê nguyên cái đấy sang vứt ở đây và thêm cái ID vào đây là được, là sẽ lấy được dữ liệu này. Chỉ chưa làm gì vội nhá, thì em sẽ chỉ lốc dữ liệu vào nhá, lốc cái address xem đúng không nào. Chạy thử này. Từ từ, từ chết rồi. Asset import đã.
Rồi, bây giờ mình reload này. Mọi người sẽ xem nhé. Đây, đây chính là cái dòng số 10 trong file Edit Student này. Giờ sẽ có một phần data, chính là dữ liệu bao gồm các thông tin mình cần này. Rồi mình lấy thằng khác đi. Số 5 đi. Thằng này chắc là sẽ nhiều hơn một chút. Bởi vì lúc mình thêm nó bị thiếu thì thằng này nó là gốc nó đủ hơn này. Thì mọi người thấy đây là dữ liệu của mình này. Bây giờ mình làm sao để đưa cái này vào Formic để hiện lên cho mình đi con sửa. Đấy. Thì đấy là vấn đề. Đó, thì bây giờ mình thử. Formic. Bắt đầu Formic mọi người nhé. Rồi này, sau đấy form luôn. Thì mọi người xem là nó sẽ có bao nhiêu dữ liệu nhá. Mọi người thấy là thằng này sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 dữ liệu. Bỏ thằng ID đi, không cần hiện. À, ID hiện cũng được, không sửa đâu. Thì mình sẽ có 5 dữ liệu, thì mình có 5 cái field. Field. Và mình sẽ bắt đầu với name và ID này. Rồi, đấy, mình sẽ có mấy cái, 5 cái. Mình có name, có score, có gì nhỉ? Description. Và có action đấy anh em ạ. Đấy thì để toàn bộ chứ mình cần. Và đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái button rồi. Ở đây thì mình sẽ là edit và save. Rồi thì view mình chưa import này, thì thêm view vào. Đây, rồi. Chúng ta xem thử là cái này nó bắt buộc phải có submit các thứ mọi người ạ. Initial value và submit đều phải có. Initial value ở đây thì mình sẽ dùng data luôn. Data thì mình sẽ xét lại sau khi mà mình call API, mình gọi API rồi thì mình xét lại data bằng REST. Bằng cái dữ liệu chúng ta nhận được ấy, thì chúng ta sẽ cập nhật vào cái state này. Rồi, chỗ này thì chắc chắn phải có submit rồi mọi người ạ. Không thể nào không có được. Chúng ta sẽ có value nằm ở đây và chúng ta trước khi làm gì đấy có thể lốc thử value. Rồi, chạy thử nào. Xem nó lỗi đâu anh em ạ. Yeah, form. Yeah, form cái gì đấy. You submit. Đọc code cái mọi người ạ. Xem có bị lẫn ở đâu không. Form mic đúng rồi này. Form này chuẩn rồi này. Data. Để em comment bớt một vài thứ xem nó có bị lỗi đâu nào. Lỗi thẻ form à? À, lỗi thẻ form à? Thế mình import nhầm ta. Import nhầm anh em ạ. Import form thì là của form mic chứ không phải là của router nhá. Nãy import nhầm. Nó chọn sai thôi chứ không phải import nhầm. Đây thì chúng ta thử nhập các thứ xem. À, nó bị cái này nó bị lỗi mọi người. Mọi người chạy thử lại. Được, nhập cái nào cũng lỗi đâu. Tại sao lại lỗi? À, thì mọi người sẽ hiểu là cái dữ liệu lúc đầu của mọi người ấy, cái data này nó đang bị chưa được định nghĩa, chưa có giá trị rõ ràng. Sau đó mọi người nhét vào đây để dùng luôn ấy, thì nó sẽ bị lỗi mọi người. Bởi vì nhá, thứ tự nó sẽ chạy như này mọi người nhá. Thứ tự chạy đó là khởi tạo biến này này, sau đó nó chạy ra giao diện này. Thì đương nhiên là cái thời điểm mà cái UI effect nó chạy để lấy dữ liệu cũ ấy, nó chưa có, nên là nó bị rỗng dữ liệu mọi người. Thì mọi người nên xử lý bằng cách là khai báo dữ liệu mặc định trước. Ví dụ đây mình có thể hoàn toàn nhẹ nhàng ở đây ID rỗng, name rỗng, description rỗng này, và có action rỗng, score. Thì mình có thể làm như thế thì nó sẽ đỡ bị lỗi hơn nhé. Thử lại xem bị lỗi nào. Đấy, như này thì không bị lỗi. Vấn đề là ở thì nó không lỗi nhưng mà dữ liệu cũ của tôi đâu. Dữ liệu cũ lấy được rồi mọi người nhá, chắc chắn lấy được rồi này, backend lốc ra rồi này. Nhưng mà tại sao nó không cập nhật? Thì đây nó Formic nó có một cái thuộc tính nhỏ nhỏ, nó cho phép cái này xảy ra hoặc là không. Thì nếu mọi người muốn lấy dữ liệu từ backend, tức là dùng EOFake này lấy dữ liệu về này,
sau đó lại cập nhật lại vào trong Formic thì mọi người phải xử lý thêm một thao tác, một cái dòng nhỏ nhỏ đây là enable realize mọi người để chung, nó sẽ cho phép mọi người cập nhật dữ liệu lại khi mà state được cập nhật. Chạy thử này đấy, thì bây giờ đi qua các thứ này là sẽ ra dữ liệu cũ luôn, được chưa? Đó. Thì đây chính là cái nửa đầu tiên của tính năng edit đấy mọi người, nó mới một nửa nha. Tính năng edit cái nửa đầu của nó là nửa hiện lại dữ liệu cũ, thì đây là một nửa. Còn bây giờ nửa tiếp theo thì làm nó cái nút save mọi người. Nút save này thì nó dễ rồi. Nút save này thì chúng ta sẽ viết ở đây, rồi chúng ta sẽ axios.put rồi lấy đường dẫn vào. Cộng cả ID anh em nhé. Cái này lấy ở đâu ấy thì mọi người sang bên backend nó sẽ viết rõ ràng cho mọi người, thì quay lại backend nó sẽ cho mọi người xem. Thì sau khi thành công ở đây rồi thì làm gì? Sau khi đã sửa thành công thì mình có thể quay về trang chủ mình alert đi. Sửa thành công đi. Thì mình có thể như này đi. Tức là sau khi mình nhập tất cả mọi thứ ấn nút thì nó sẽ thực hiện gửi dữ liệu cập nhật cho cái thằng có ID là thằng này. Và sau khi mà chạy được rồi thì mình sẽ báo là thành công luôn. Xem nào. Sửa thành công rồi. Ok này. Đấy thì bây giờ mình quay sửa này. Đây bị chiếu à? Thì viết bị chiếu dữ liệu ở bên backend hay sao cơ à? À. Chỗ này mọi người sửa nhưng mọi người chưa truyền truyền mỗi ID về là chưa được anh em ạ. Sửa đi phải truyền cả dữ liệu mới về chứ. Tức là truyền cái value về như này được. Làm save này. Ok này, back về giao diện này. Đấy, thì như này được rồi này. Xem lại. Đó. Thì đấy là cách chúng ta làm chức năng sửa. Bây giờ chúng ta có thể xử lý thêm là cho nó chuyển về cái trang chủ sau khi sửa xong cũng được, thì nó giống bên cái thằng app thôi. Mình là bê cái u navigate sang này, copy cái dòng chuyển trang này, đấy, drop sang, bước sang đây. U navigate chưa định nghĩa. Đây. Rồi chúng ta thử xếp nào. 5 năm. Xếp này. Đấy, thì sẽ chuyển về trang này và đã cập nhật dữ liệu mới rồi này. Đó. Thì đây chính là cái chức năng sửa. Thì mọi người sẽ thấy sửa là cái độ khó cao nhất trong bốn tính năng cơ bản bao gồm CRUD mọi người ạ. Thì chức năng xóa là dễ nhất. Chức năng hiện danh sách là dễ thứ hai. Chức năng thêm mới thì và chức năng sửa thì nó xóa được khó đầu tiên rồi. Thêm mới nó sẽ dễ hơn sửa một chút, nó không cần hiện dữ liệu cũ. Thằng sự hiện dữ liệu cũ này cũng là một phần đau đầu anh em ạ. Đấy thì đây chức năng sửa anh em nhé. Nó sẽ có hai thao tác to to chính, đó là lấy dữ liệu cũ là một này. Hiện ra đấy, thì đây lấy là một, và thứ hai là bấm nút để trả về lưu lại là hai. Thì đấy hai thao tác chính của phần edit anh em ạ. Nha. Thì em viết lại các bước để mọi người có thể thử nhé. Đây thì bước một đó là các bạn ngoài nhỉ? Lấy lấy dữ liệu cũ rồi hiện ra form. Rồi bước hai thì nó sẽ là ấn nút, sau đó thì thực hiện cái sửa, gọi API sửa. Đấy thì đấy là hai bước chính của thằng sửa anh em ạ. Thì riêng cái phần sửa này tức là formic thì mọi người chỉ để ý cái dòng 26 thôi, tức là cái này thì nó cho phép là khởi tạo lại cái hiển thị của formic khi mà mình cập nhật một cái dữ liệu của state hay gì đấy, mình muốn cập nhật lại initial value ấy. Mình bắt buộc phải có cái đấy mọi người. Thì thế thôi. Thì formic thì về cơ bản chúng ta sẽ dùng như này đã. Còn buổi sau thì chúng ta chỉ cần bổ sung thêm một tí vài đếp nữa là tuyệt vời. Chưa? Đấy, formic dễ dùng anh em nhé. Thì bây giờ em sẽ copy cho mọi người cái formic của thằng login. Mọi người tham khảo trước. Nhớ import đầy đủ mọi người nhé. Không import là cúc ấy.
Đấy anh em nhé. Thì đây chính là cái phần chức năng gì? Chức năng sửa. Đấy thì ngày hôm nay mọi người đã có CRUD rồi, bộ tính năng rồi. Thì mục tiêu hôm nay chính là mọi người về hoàn thiện cho em được bốn tính năng là chính không? Có gì nhiều. Em muốn hết mạng rồi mọi người này. Bạn đang phải dùng thêm tí data ra ngoài. Em không phải dừng cái này làm được. Em ghi lên đấy mọi người.